trả lời vlog Thắng miền Tây. À, hôm nay thì mùng 4 Tết nha quý vị. Đó, được anh Xem Mỹ nấu ăn trọn gói đưa đi dạo quanh thành phố Sóc Trăng chơi một vòng nha anh Xem Mỹ. Đó, đó. Ở Vui Gia, Vui Gia. Đó. Đó, anh em trên đường đi nè, có đây là có Hoàng Trung TV nha. Đó. Hoàng Trung TV mặc như bao công rồi. Đó. Ở đây thì có Kim Bi TV. Đó, rồi với cái gì? Quy Lâm. Quy Lâm luôn. Đó, YouTuber không đó quý vị đó. Xin chào tất cả mọi người. Nhân dịp năm mới, Hùng kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Quá tuyệt vời. Đây là đất Sóc bí ẩn quý vị ơi. Đây, đó, vui vẻ nha. Năm mới tràn đầy sức sống. Đó. Để năm sau bắt đầu anh em mình có động lực làm video để lãnh một tháng là cỡ 1 tỷ thôi. À, đó. À, đó. Đó. Bữa nay quá vui các bạn. Đó. 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 Rồi. Rồi anh Thắng hôm nay có cái cảm xúc gì anh nói đi. À, cảm xúc hôm nay là mùng 4 Tết rất vui. Thì chúc cả bà con cô bác đã xem vlog Thắng miền Tây và tất cả anh em YouTube Sóc Trăng thì một năm mới dồi dào sức khỏe và mừng ăn phát tài phát lộc. Và xin hồi hướng công đức này gửi đến chư linh quá quảng của quyền đất tổ xóm mọi sự ngang trái nơi miền An Khánh, hướng thiện tu hành siêu sinh lạc quốc, đồng thời cầu nguyện cho nước thái bình bá thánh an cư lạc nghiệp, cùng quý Phật tử cùng ông bà cha mẹ được hiện tiền, được dồi dào sức khỏe, phước chí trang nghiêm, tinh tấn tiên tâm trên đường tu tập chống đắc quả bồ đề, hưởng phước quang vui tiết bàn thanh tịnh. Ôi con trâu chết na na xăm chay xăm chăm xăm chăm lai chết xăm giết địch ma ha xăm địch nha địch hồ sát xăm tuôn thắt địch bút mà len xăm luôn men địch ma ha sa thấy xăm nhập đại địch kê này phong xa thu làm mới dồi dào. À, lần đầu tiên Thắng miền Tây cho chúc mừng năm mới bằng tiếng Khmer và bằng tiếng kinh nha quý vị. Anh Kim Bi có gì không phải thì mọi người bỏ qua. Kính chúc bà con cô bác năm mới vui tươi, an vui mạnh khỏe bên gia đình, luôn luôn thành công trong việc trong cuộc sống. Rồi anh Thắng qua sau đó cho anh em chúc Tết đi. Ờ, Thanh Hùng nãy cũng chúc rồi nha quý vị. Đó, rồi tới em cái gì em YouTuber năm năm mới chúc quý cô bác vạn sự bình an, năm mới phát tài. Rồi tuyệt vời rồi. Đất Sóc xin chúc chú anh chị và mọi người một năm tràn đầy sức khỏe và làm ăn thành công phát đạt. Rồi chúc mừng anh em luôn đó. Rồi. Bắt đầu tiến tới nha quý vị. Đó, cuộc hành trình đã bắt đầu đi. Đó, đi tới cái gì Thành Trị phải không? Thành Trị. Đó. Rồi anh Xem Mỹ thì là tài xế à quý vị. Đó, thấy không? Tài xế. Đó. À. Bà thấy vui nha. Đấy, anh em YouTube Sóc Trăng không đó quý vị, tới nơi rồi nha. Đó. Đó. Bữa nay nói tập trung là anh em đi đám ma của ông ngoại của Tâm YouTube của anh em Sóc Trăng mình nha quý vị. Đó, đi đám ngày mùng 4 Tết đó, chứ không phải đi chơi nha. Nãy mình nói vui chơi thôi, mong mọi người thông cảm. Vậy đó, anh em đưa tiễn nhau về đó. Đó, mùng 4 Tết. Đó, về mình giỏi. Đó, anh em đang đi về nha, trên đường về nha quý vị. Đó. À, các vị sư cũng mới lại để tụng kinh. Đó. Đây cũng người bạn YouTuber là Tâm TV. Bởi vì ông ngoại chết mất đó quý vị, mùng 4 Tết thì anh em mình lại thôi, chứ không có như đi chơi nãy mình nói đó cho quý vị xem nha. Đó.
Và Tâm TV cũng đưa ra tới xe. Đó. Đây là tài xế của anh Phong, là xe Mỹ nấu ăn trọn gói luôn đây. Chào khán giả các ai. Vậy đó, lên xe. Đó. Thì anh em mình tiếp tục đi về nha quý vị. Đó. Đó. Đây. Có hai đại ca. Tài xế cứng. Tài xế cứng. Đó. Đó. Tài xế cứng luôn. Đó. Chia tay Tâm TV, chia tay anh em mình đó quý vị. Đó. À. Rồi. Tâm TV cũng đưa ra tới xe. Đây anh em mình cũng chuẩn bị trên đường về. Đó, về thẳng Sóc Trăng quý vị. Đó. Đó. Ở đây là ấp Gạch Sơn nha quý vị. Gạch Sơn mấy anh xem mời? 4. Ở Gạch Sơn 4 nha quý vị. Đó, mình cũng không có ít có lợi đây nên mình không biết. Đó, trên đường ra. Đây khu 4 anh, khu 4. Ờ, khu 4. Đó, trên chuyến đường về nha quý vị. Khu 4, khu 4. Đây tiếp tục ra đường quốc lộ nha quý vị. Đó. Đường quốc lộ nha quý vị đó. Đó. Tại bây giờ nãy giờ thấy vắng đất sốc. Đúng. Ờ. Nãy giờ ông Thắng vắng đủ đợi ra quốc lộ đó. Tại vô ít quá, vô ít quá. Chưa đủ đô. Chưa đủ đô. Đủ đô. Đây. Bị tôi uống phê gì tôi uống đâu 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 ngon mấy đụng tiết kiệm nó chưa mở cửa nè đạp nhóc luôn đâu, anh quen uống tiết kiệm ra phê đúng không mà tiết kiệm mùng sáu chung chị qua đi ngang có thấy mở cửa mở gì đâu nó mùng sáu nó thông báo vợ hỏi nó gọi nó mùng sáu nó cái chưa đi chỗ làm chung đi đó chỗ nào có đâu có tụi mày uống quậy không bị xiên đụng bị xiên là chạy nội bị xiên dừng cỏ anh Tú quay rồi đâu thấy mày đăng đâu Tú em đăng mà thấy em lên trong chớp rồi mày có đăng không có đăng đăng mà kênh chớp thì nó đâu có lên xin đâu vô đường quốc lộ anh em ghé uống cà phê tí rồi chia tay mọi người về nơi nhà mình nha về nơi nhà mình ngủ thôi nghỉ một giấc đó. Đó nói hồi muốn lộn lung tung hết trơn quý vị ơi đó, đó. À, vô với tôi luôn anh ơi, vô với tôi luôn anh ơi. Quê khách tôi. Sạn nhà hàng cà phê với tôi anh ơi. Ờ, khách sạn nhà hàng cà phê quê tôi đó là quê tôi Sóc Trăng, Sóc Sa Bài đó. Đó. Đó, thấy không quý vị? Đó, ghé vô đó. Là uống cà phê một ly. Đó. Karaoke đây. Karaoke. Rồi. Welcome me. Nghe tôi. À bắt đầu ra, khỏi xe thôi. Đây, đường Phú Lợi nè, mùng 4 Tết nè quý vị, đó anh em bắt đầu bước ra xe thôi, đó bằng YouTube Sóc Trăng không? Hello. Ở đây là không có ai mà không làm YouTube trên cái mặt này. Đó anh em vô uống cà phê nha, mời quý vị và các bạn vô uống cà phê với mình nha, đây đó, hả? Má nó coi nè. À, quán rộng rãi luôn quá cái gì thoáng mát luôn à. Bệnh viện quốc tế Phương Châu luôn tới bệnh viện quốc tế Phương Châu em tiếp tục lên xe đặng chuẩn bị về nha quý vị thì uống cà phê xong rồi thì anh em chuẩn bị về đó anh em YouTube Sóc Trăng không đâu quý vị đó à. Rồi đó có Kim Bi nữa rồi xong à, tiếp tục đi về thôi đó đi về thôi nào tối rồi quý vị ơi coi kìa con phố đã lên đèn rồi phố lên đèn rồi phố lên đèn rồi phố
đó. Đóng cửa đi. Rồi, rồi nhớ cái chỗ mà đụng cái so cái chỗ bệnh viện ra không nội. Quay cái này quay dính thôi. Đó, lên đường nha. Đó. Quay. Thành phố đã lên đèn rồi. Quay cái gì đâu, mình đụng đâu quay đó đi, sao bận ba lát ba sàm. Bây giờ kênh sau em cũng nói chung còn 30 giờ nó cũng đủ rồi. Như nào ấy thì giờ làm theo chủ đề chung nói đi, quay đám cưới vậy đại đi chung nói. Có thì đang không có thì khỏi luôn. Chơi mình chủ đề đám cưới luôn rồi. Cưới đám cưới nông mầm đám cưới. Thí dụ mà không thôi đi đụng chung nhà mình đó, người ta đang nem nướng chạy giò thịt nướng nó quay mày đăng mẹ đó ai xem cho thôi. Đúng rồi, đâu đó nó đăng rồi đó. Đặt món độc lạ. Món độc lạ kia. Thôi video kỷ niệm mùng 4 Tết tới đây cũng xin tạm dừng video nha. Chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe nha. Bằng ăn tiến tới. Thì mình tạm dừng video ở đây. Chúc cả nhà như vậy. Thì thôi hẹn lại video tiếp theo của mình nha quý vị. Xin chào và hẹn lại.